Những cái tên Việt Nam xuất hiện trong phim Soul. Cô nàng 22 trong phim Soul không quan tâm đến việc chuyển sinh và hài lòng với việc bị kẹt lại mãi mãi ở The Great Before. Để thúc đẩy cô thì những linh hồn cố vấn xuất sắc nhất, uyên bác nhất được gửi đến giúp 22 tìm kiếm cảm hứng để bước vào cuộc sống mới, trở thành con người mới. Đức mẹ Teresa cũng phải mất kiên nhẫn với cô. Cảm hứng của Muhammad Ali cũng chẳng có xi nhê gì với cô. Tư tưởng uyên bác của Gandhi cũng bị cô bẻ gãy. Liệu bạn có biết những người cố vấn xuất thân từ Việt Nam cũng từng sánh vai với những con người lừng lẫy trong lịch sử nhân loại? Được tin tưởng giao nhiệm vụ thuyết phục số 22, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một trong những nạn nhân của cô. Khi Joe cùng 22 bước vào trong chỗ trú nhỏ Chester Box của 22, thì tại đây Joe đã vô tình nhìn thấy trên bức tường hàng ngàn tem dán giới thiệu những người cố vấn trước đây của cô. Có 4 bảng tên với lời chào bằng tiếng Việt. Liệu bạn có thể tinh mắt nhìn ra những cái tên này hay không? Hãy trả lời bên dưới phần comment để chúng mình được biết nhé!